Dũng đang đợi. Hôm nay lễ người ta hết cái đông ha. Đi nãy giờ chừng ha. Hôm qua cũng ngủ ở đây mấy cái đoàn đó. Xin thông báo đến em Thanh Sang lớp 10 xe chết. Giờ em đang ở đâu? Trở về phòng máy băng biết tăng gì có bạn đang đợi. Đi đi thôi, đi nha Long. Mấy cái số người ta để mà hình hay giá đậm.